Anh đó luôn. Nhỏ này vẫn là vừa không nhà trẻ thế thôi nhỉ, chứ nhỉ.
ăn thịt lợn này nữa. Vâng. Cái lấy thế nào? Lấy mấy thịt dồ, có dồ. Chân dồ bán thế nào đấy chứ? Này, cần 100. À, lấy cái này đi nhỉ? Đúng rồi, cần lấy cái này. Cân 2. Cân 2. Thật nghiến bấm đúng thịt thật mà kiểu là mà cấm. Nhìn to hết đây. Thịt này không ăn mà ăn thịt nào thế này nhé. Phan đội cháu nhá. Bán 30.000 một cân đấy. Tặng là 35.000 một cân chứ là đồ 35.000 bảo mới mua gì cả. 35.000 đô. Mua ăn chuốt thì thôi. 20 đó. Để cứ lấy 25.000 thôi. Quả chờ thì chỉ cấn để nó đi xa lắm toàn lên dốc cơ này ăn đâu đi chứ tắm thịt nè anh đi thịt khoang giờ chứ đi con nào lại mát không ai ba tiền một cân đấy ba tiền tiền cái này làm không đâu. Nó bằng thì phải chơi hai ngày, hai đứa hai ngày thì được ăn à? Hai đứa hai ngày, hai bé à? Bảy bé. Đúng 5 cân. Hàng nhau mà. Không biết ngâm.
Tháo nước đi ra, sáng ra là tháo nước nhỏ. Hai đây rồi. Một cái nhìn kia mà nhìn kia thôi. Có nhà quá to nhỉ, cái này có bé con hết à? Ngập chưa chưa 25.000 được cày không anh hỏi cả hạt đi mà lấy xong là
Ê. Thế. Thế. Làm đâu nhỉ? Anh quét nhà em. Anh trở về rồi. Chờ em nhé. Anh về đây. Em về. Sao đấy? Em về. Em. Anh mua cái chân giò về cho em. Để em nấu ăn. Em về. Em ăn cơm chưa? Em về. Em nấu ăn chưa? Chân, chân giò để em. Anh xin lỗi, anh đi thì không bảo với em, bây giờ anh trở lại rồi. Anh đi được 5 tháng rồi, anh quay lại rồi, em bỏ qua cho anh đi, anh xin lỗi em. Em bỏ qua cho anh đi, anh biết lỗi rồi mà. Giận anh thật à? Em ơi, đây cái chân giò này, để anh treo ở đây nhé. Anh treo ở đây nhé. Ôi, quả đây em không ăn à? Anh xin lỗi em, bỏ qua cho anh đi. Em ơi, sau nhiều tháng xa cách, anh rất nhớ em. Em có thể tạo điều kiện cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được không? Để anh vào nhé. Em ơi, anh xin lỗi em. Em ơi, em. Giờ anh về, anh sẽ bù đắp lại cho em. Sau thì cho anh đi. Em ơi. Hey. Anh đừng về làm phiền em nữa, em không cần anh nữa đâu. Thật sự là anh bỏ đi thì anh không nói cho em biết thì em giờ em lúc, bỏ qua cho anh đi. Lúc anh đi anh chạm vào em câu nào? Anh biết lỗi rồi mà. Giờ em không cần anh nữa. Anh biết giờ anh về anh sẽ bù đắp lại tình cảm cho em. Giờ cuộc sống em ổn rồi, em không cần anh nữa. Anh đi về đi. Em thật sự không cần anh nữa. Em không cần anh nữa. Em đi về đi. Vậy thì chúc em hạnh phúc. Anh sẽ đi để lại bình yên cho em. Rồi chào em.